chỉ tính riêng trên 30 đối tác lớn, Online Friday đã có khoảng 920.000 đơn đặt hàng thành công, 87% trong số đó được thanh toán hình thức COD, hơn 950.000 lượt tương tác với các mã QR của chương trình. Ước tính lượng giao dịch, truy cập và tương tác gia tăng khoảng 50% so với năm 2017. Qua cái sự kiện này thì người dân cũng sẽ biết nhiều hơn về thương mại điện tử, và đặc biệt qua đó thì họ cũng nắm bắt về các cái hình thức thanh toán điện tử mới, tiện lợi và hiện đại như thế nào. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta có cái điều kiện để thay đổi cái thói quen chi tiêu của người dân từ việc sử dụng tiền mặt sang sử dụng các hình thức thanh toán điện tử mới. Mã QR xuất hiện trên sự kiện offline, web online và truyền hình đã giúp Online Friday tiếp cận và trao cơ hội mua sắm trực tuyến tới từng người dân. Dự kiến, đến hết ngày hôm nay, sẽ có khoảng 2 triệu đơn đặt hàng thành công.